ហើយហេរ៉ូនេះគឺកម្រនឹងមានអ្នកលក់កម្រមានអ្នកលក់មែនតើប៉ាទី ok chấm bốn sập pháo cứ sập pháo thứ mấy ô hát ban sàn mền tết cứ đập level bảy peg ô em mền tết đập vài bảy peg tụi bây giờ phe rồi điện sờ thì kêu dùng cái thằng là em lại bộ thì si tao cá pra level sập pháo làm mấy cục anh làm mì châu không cái lại sập pháo bạn nè phe rồi thì mũi cứ học sập pháo mũi phe rồi thì pi mà phay pháo mũi phe rồi thì bay chặt sập pháo mũi nâng phe rồi thì buôn cứ chặt sập pháo bọc ba là bà pí ao là bà pí cao là bà pí ok chấm bộ file mình cứ chia phép file mình là bà môi để bạn màu pí cả đo mì sân nó bảy chính hero này áp stat thì cái AGI strength vị trí ok chấm bộ hero này cần miền rê buôn bọn pí rồi bát sập môi để bẹp bát mà mơn bát 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 rồi cao sập bốn ai thêm được không hero bà học bà chốt tem đó bà học ok point silver có phong miên pi pon pram bộ rồi mà phải buồn support support miên và lần mặc bán buồn phê pram bay là vàl phía rối xài và mối xàm pí chật bấy đừng chật sập pram bay red close pi phê pram bay là vàl hà pram hà pí chật bấy học sập pram buồn Golden Cicada 2 peg 10 level 55 44 51 52 ok cái áo cáo chứ có cái áo cáo miền mà chốt bị chốt áo cáo cần miền bị chốt đá nè bạn ta chốt nó cứ chỉ chốt ở sau thay mà thế bạn ta dương ai dương mà prà ban xài việc chụt đá chẳng hạn nè ok ai thêm cái phở đối chơi mình miền ấy chẳng tên là sao lại phụ muốn chấm nguồn cao sắp làm phở cắt gold miền bốn sẽ là cắt silver miền mùi nhưng chưa tha cắt đồ tranh mỏ hay bài chiến nó sọp nhận miền đấy chân nhầm mình chạm bài tao như thế hay life full cc miền học sập nó chân pha sai sắp tiết như là ai thua cắt đồ tổ lờ clock bàn crop ok để con nhé chắc hero này đôi mưa tới đôi chị mình miền này của review thì thế chắc tờ lại nhé cứ chia tờ lại đẹp lên trên đó cứ tờ lại sam sập là hay bạn thì si mới đi bao sân chia tờ lại nhưng để con thì ai thơ ca chặt còn phải bán á xa thì si sau mình lại lụa thế hay gần sau mình lại lên nhé sản phẩm cô này hay chụp bôi nhom nhom còn mình thì si mới đã sản phẩm thì còn ai ok chắc mà cha bảo đó còn bị chặt còn phải ok à con bye bye